6 ngày 6 đêm mua một căn nhà mơ ước và xây dựng cái căn nhà theo ý thích của mình, nhưng mà phải toàn là màu hồng mới chịu đó nha. Giới thiệu với mọi người một tựa game siêu vui luôn mà mọi người có thể xây dựng một cái thế giới của mình ở trong đó. Đó chính là game Tokaqua. Đây chính là cái vùng đất mà mình có thể xây dựng được những cái căn nhà của mình đây nè. Bây giờ là Zen đang tính xây một cái căn nhà và mình khá là thích cái mảnh đất mà nó nằm giữa một cái dòng sông kìa, mọi người có thấy không? Nó nằm ở bên phía góc trái á. Đó là một cái mảnh đất mình thấy khá là đẹp, cho nên là mình quyết định sẽ mua một căn nhà thật là đẹp và xây cái căn nhà đó lên nha. Tuy cái căn nhà này nó đến 45.000 nhưng mà nó rất là đẹp luôn á mọi người. Màu sắc chủ đạo đó chính là màu sắc cầu vồng và có một cái màu hường, trời đất ơi, mà mọi người biết rồi đó. Cái màu hồng này nhìn rất là cute for my wear luôn. Bên trong thì có rất là nhiều giấy dán tường, sàn nhà cũng như là nội thất toàn là màu hồng và toàn là những màu sắc cầu vồng không hà. Ok, giấc luôn, chốt đơn, mình quyết định là sẽ mua cái nhà này nha mọi người. Giao dịch mua của bạn đã thành công. Ok, bây giờ thì mình sẽ thiết kế cái nhà sao cho mà cái nhà màu hồng này nó thật là theo ý thích của mình luôn. Trong một cái thành phố rất là rộng lớn như thế này thì bây giờ mình sẽ chọn một cái mảnh đất để xây ngôi nhà của mình lên. Và mình đã nói với mọi người là Zen khá là thích cái mảnh đất mà nó nằm giữa một cái dòng sông uốn quanh rất là đẹp. Cho nên là Zen sẽ quyết định chọn nơi này để xây cái ngôi nhà đầu tiên của mình. Và ngôi nhà đầu tiên của mình, ta-da, đã hoàn thành rồi nè. Trời ơi, ta nói xây nhanh ơi là nhanh luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ vào nhà và sắp xếp những cái vật dụng nội thất ở bên trong nhà. Ok, get go, mời mọi người vào đến thăm nhà của Zen. Đây chính là cái nhà mới đầu tiên ở trong Tokaqua của mình đó mọi người. Mới bước vào thôi đã thấy rất là đẹp luôn rồi. Có một cái ban công đầy nắng và phía trước cái ban công còn có một cái cây màu hồng rất là đẹp luôn. Mình sẽ gọi cái cây đó là cây anh đào đi ha. Bên trái thì có thêm một nhà bếp và một phòng tắm. Bên phải thì có thêm một cái phòng giải trí và cuối cùng chính là một cái phòng ngủ. Bây giờ thì mình sẽ kêu cái em bé của mình ra nè mọi người. Trong cái Tokaqua này thì có rất là nhiều nhân vật luôn, nhưng mà mình sẽ thiết kế một vài cái nhân vật của riêng mình. Mình đang phân vân không biết đặt tên cho em nó là cái gì, cho nên là mình quyết định đặt tên là gì đây ta. Mình sẽ đặt tên bé này là bé dâu đi mọi người, bởi vì bé này thì mình thấy là đang ở trong một căn nhà có màu hồng chủ đạo, cho nên là đặt tên là bé dâu nó khá là phù hợp với mọi người. Và bé dâu chính là chủ nhà của cái nhà này nha cả nhà. Đầu tiên á thì mình sẽ đặt những cái vật dụng nội thất cơ bản ở trong cái căn nhà của mình trước. Trước tiên là mình sẽ chọn một cái giường nè. Ở đây thì có một cái giường tầng, rồi có cái giường đơn và có cả cái giường treo ở trên trời như thế này nè mọi người. Mình thấy cái giường treo này nó khá là độc đáo cho nên là mình sẽ chọn cái này. Cái phòng kế bên phòng ngủ chính là cái phòng khu vui chơi. Mình định là sẽ đặt một cái tủ lạnh ở đây, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì thấy nó không có phù hợp, cho nên là Zen sẽ đặt tạm một cái bộ ghế ở đây nha mọi người. Một cái khu vui chơi thì chắc chắn là sẽ cần ghế ngồi. Mình sẽ chọn cái ghế màu hồng này, nó treo lơ lửng rất là đẹp luôn. Nó giống như là một cái ghế xích đu vậy đó cả nhà. Do cái tường của căn phòng này nó đã đầy đủ màu sắc của cầu vồng rồi, cho nên là mình quyết định sẽ lót cái gạch ở phía dưới có cái màu hồng caro rất là đẹp. Còn đây chính là khu vực phòng khách của mình. Trước tiên là Zen cứ chọn đại một cái bộ ghế sofa và đặt ra ở giữa phòng khách như thế này để cho mình dễ mường tượng được cái cách mà mình sẽ trang trí phòng khách ra sao. Đây chỉ là một cái bước mà gọi là trang trí sơ lược thôi đó mọi người. Lát nữa thì mình sẽ trang trí kỹ lại từng khu vực một luôn nha. Bây giờ thì Zen đang chọn một cái em tủ lạnh thật là đẹp cho căn bếp của mình. Zen sẽ chọn cái tủ lạnh có màu xanh da trời như thế này bởi vì nhìn nó khá là tươi tắn và đẹp. Nếu như mà chọn cái tủ lạnh màu đen á thì nó sẽ làm cho cái không gian của mình nó bị tối xuống hẳn luôn á mọi người. Bên đây thì có một cái bếp ga và có thêm một cái bồn rửa có một cái màu hồng rất là dễ thương luôn. Còn có thêm cái chai rửa sàn này nữa, mình sẽ cất cái chai tẩy rửa này vào trong cái bồn rửa của mình nha cả nhà. Ở cái phòng này thì có một cái cửa sổ rất là nhiều ánh nắng cho nên là rất là đẹp. Nhưng mà bởi vì có cái cửa sổ này cho nên là mình cũng phải khéo léo sắp đặt nội thất sao cho nó phù hợp. Nếu mà mình đặt cái nội thất nó bị cản cái cửa sổ thì nó sẽ rất là xấu luôn đó cả nhà. Ở giữa nhà bếp thì nó sẽ có một cái bàn đựng cái máy nướng bánh mì. Và mình sẽ chọn thêm hai cái ghế màu xanh da trời nữa. Bây giờ thì mình sẽ qua tới phòng tắm nha. Hiện tại thì phòng tắm của Zen sẽ lấy cái màu chủ đạo là màu hồng luôn, cho nên là mình sẽ chọn một cái phòng tắm đứng có cái rèm màu hồng rất là dễ thương. Và mình sẽ đặt tạm cái phòng tắm đứng ở bên góc bên này nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ chọn thêm những cái vật dụng khác nữa. Ở đây còn có thêm một cái bồn tắm nữa nè, và nó có cái màu trong suốt. Mình đang đặt kế cái phòng tắm màu hồng để xem cái nào đẹp hơn, nhưng mà rõ ràng là cái màu hồng nó đẹp hơn á mọi người, cho nên là mình sẽ chọn cái bồn tắm màu hồng nha. Bây giờ thì Zen sẽ chọn một cái bồn cầu cho cái phòng tắm của mình. Ở đây thì có 3 loại bồn cầu luôn đó mọi người. Một cái màu trắng, một cái màu hồng, còn có một cái là giống như là bồn cầu cho mấy con mèo vậy trời. Chắc là cái này dành cho trường hợp mà mình có nuôi thú cưng đó mọi người. Nhưng mà hiện tại thì Zen không có nuôi em thú cưng nào hết, cho nên là bây giờ thì mình sẽ cất cái đó vào nha. Mình sẽ chọn cái bồn cầu có cái màu hồng cánh sen như thế này. Tuy nó rất là sến nhưng mà nó rất là phù hợp với căn nhà đó mọi người. Đặt vào thì cũng thấy đẹp hơn hẳn. Ngoài cái việc chọn bồn cầu thì bây giờ mình cần phải chọn một cái chậu rửa tay.
Mọi người nhìn xem là Gen đang có hai cái bồn rửa tay. Một cái bồn thì nó rất là thô sơ, còn một cái bồn có một cái bồn rửa tay á, có một cái hình trái tim màu hồng rất là dễ thương, cho nên là mọi người biết mình chọn cái gì rồi đó. Còn cái gương thì mình sẽ chọn cái gương có đèn led màu hồng rất là đẹp. Bây giờ mà nhìn thoáng qua là đã thấy cái phòng tắm của mình nó rất là hiện đại và nó rất là đầy đủ luôn rồi đó mọi người. Mình cần thêm một số dụng cụ để có thể vệ sinh nhà tắm, bao gồm một cái đồ để cọ rửa nè mọi người, rồi thêm một cái chai nước tẩy rửa màu hồng nữa, và cuối cùng là mình sẽ lấy thêm một cái cây chổi để chà sàn nữa đó mọi người, và mình sẽ cất gọn ở một góc. Nhưng mà nếu để ở góc này thì trông nó không có được thẩm mỹ lắm á mọi người, đặt ở góc nào nó cũng xấu, cho nên là Giang quyết định sẽ để cái góc bên trái này luôn nha. Trong toilet thì tất nhiên là phải cần một cái thùng rác để đựng rác rồi, cái này là rất quan trọng, cho nên là bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái thùng rác ra, nhưng mà không biết sắp xếp chỗ nào cho nó đẹp, thôi thì cho em nó nằm ở chỗ này đi ha. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ trang trí cặn kẽ lại những cái khu vực khác, ví dụ như là khu vực bếp nè cả nhà. Những cái món đồ nội thất mà mình mua trong cái căn nhà này nó còn bao gồm thêm rất là nhiều đồ ăn luôn, từ sữa nè, bánh mì, các loại trái cây, phô mai, trứng, rồi thịt bò, thịt gà, thậm chí là đến các loại gia vị như là tương cà, nước tương, tiêu, muối. Rồi còn có thêm các nguyên liệu để nấu ăn như là mì Ý, rồi kẹo, rồi bột mì nữa đó mọi người. Còn đây chính là những cái đồ điện tử ở trong nhà bếp, bao gồm một cái máy vừa là máy nướng vừa là một cái bếp điện từ nè mọi người. Còn có thêm một cái lò vi sóng nữa cơ. Bây giờ thì mọi người thấy cái bếp nào đẹp hơn, cái bếp màu nâu hay là cái bếp màu hồng? Sau một hồi nhìn tới nhìn lui thì Gen quyết định sẽ lấy cái bồn rửa màu hồng này và mình sẽ kết hợp với một cái bếp màu xanh da trời. Bởi vì mình thấy cái màu hồng và màu xanh da trời nó khá là phù hợp với nhau á mọi người. Nếu mà trong cái không gian này mình sử dụng bếp màu nâu gỗ thì nó không có phù hợp tí nào hết trơn. Đã có bếp thì tất nhiên là phải có nồi. Mình sẽ lấy một cái nồi và đặt lên trên bếp sẵn như thế này nha. Bây giờ thì Gen đang tìm một vài cái ghế phù hợp với khu vực bếp của mình đây cả nhà. Hiện tại thì khu vực bếp của mình nó đã có hai cái ghế tròn màu xanh da trời rồi và nó khá là gọn. Gen sẽ chọn thêm một cái ghế xanh có cái phần dựa lưng ở phía sau như thế này, bởi vì mình thấy nó rất là tiện lợi và rất là thoải mái luôn á mọi người. Bé dâu mà ngồi đây mà ăn uống hay là ngồi nấu ăn thì cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái luôn. Gen đang định đổi cái ghế màu xanh da trời qua thành cái ghế màu hồng, nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì thấy không có đẹp, cho nên là mình quyết định đó là sẽ không sử dụng cái ghế màu hồng nữa luôn, mà mình chỉ sử dụng hai cái ghế màu xanh thôi. Trong nhà bếp của mình còn có được trang bị thêm rất là nhiều loại bàn khác nhau. Mình thấy cái nhà bếp của mình nó đang thiếu một cái bàn để có thể đựng những dụng cụ nấu ăn hay là những cái mà để chế nước uống ra đó mọi người. Nhưng mà cái bàn hình trái tim màu xanh này thì nó quá là thấp, không có phù hợp. Và cuối cùng là mình đã tìm ra được cái bàn phù hợp trong ngày hôm nay, chính là cái bàn màu hồng trong suốt rất là đẹp luôn nè. Cái bàn này nó khá là khích với cái không gian này, và trên cái bàn này mình có thể đặt được rất là nhiều thứ. Ví dụ như là cái máy để mà mình đựng nước uống nè mọi người. Mình có thể cho những cái vật dụng đồ bếp mà không có cần thiết qua bớt cái bàn này nha. Bởi vì cái bàn ở trung tâm á, thì nó sẽ phù hợp hơn với cái việc là để mình ngồi ăn uống. Còn mà những cái dụng cụ nấu ăn như là trứng nè, rồi đậu hũ, rồi sữa, rồi mấy cái đường, nước tương, mắm muối gì đó, thì mình để qua bên phía cái bàn này thì nó sẽ gọn hơn rất là nhiều và nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Mà công nhận là sắm được cái nhà này nó đúng là xứng đáng với đồng tiền bát gạo á mọi người, bởi vì nó có rất là nhiều đồ thú vị ở bên trong này luôn. Mọi người chỉ việc nhìn thấy nè, một cái nhà bếp thôi mà có rất là nhiều cái món nội thất để cho mình có thể thiết kế theo ý của mình. Gen sẽ sắm thêm một cái kệ đẩy màu tím này nữa nè mọi người. Ở dưới thì nó sẽ có bánh xe, và trên cái kệ này mình sẽ đặt một vài cái dụng cụ cần thiết khi mà nấu ăn. Ví dụ như là những cái loại rau xanh hay là những cái vị trứng hay là những cái gia vị á, thì khi mà mình đặt sơ cua như thế này á, thì nó sẽ có thêm nhiều chỗ đựng đồ hơn mà nó cũng rất là đẹp nữa. Ở cái bàn trung tâm á, thì bây giờ mình sẽ đặt lên trên bàn nước tương nè, rồi tiêu nè, rồi thêm một chút muối nè, để mà bé dâu ngồi đây ăn uống á, thì sẽ có thêm những cái gia vị để nêm thêm. Nhưng mà hiện tại đó mọi người thì Gen sắp xếp nó cũng không có được phù hợp cho lắm. Đáng lý ra là những cái rau xanh á thì mình sẽ mở tủ lạnh ra và mình sẽ bỏ vào trong. Nhưng mà cái lúc này là mình chưa có biết á mọi người, mình chưa có biết là mình có thể mở tủ lạnh để đặt vào bên trong, cho nên là bây giờ mình đặt tạm ở bên ngoài như vậy đó. Chứ bữa sau mà Gen biết rồi là Gen cho vào tủ lạnh hết trơn luôn. Bây giờ thì mình sẽ sắp xếp lại cái phòng khách của mình nha mọi người. Trời đất ơi, tao nói hồi nãy lôi cái sofa ra làm cái gì rồi bây giờ cất vô hết luôn. Phòng khách là một cái căn phòng rất là đẹp, cho nên là Gen sẽ dành nhiều cái tâm huyết để trang trí phòng khách của mình trong ngày hôm nay. Nhìn qua nhìn lại để xem là mình đã có những cái món gì mới được, thì bây giờ mình sẽ sắp xếp như thế này. Đầu tiên á, thì Gen sẽ chọn một cái ghế gọi là cái ghế xích đu đó mọi người, cái ghế màu hồng xích đu từ trên trời rơi xuống. Cái này nó rất là đẹp và rất là tinh tế luôn. Kế bên cái ghế màu hồng thì sẽ là một cái ghế màu hồng khác nữa.
Mà cái ghế dài và bự á, thì nhìn nó rất là thoải mái và nó rất là kiểu như là năng động á mọi người. Nó không có xấu giống như là cái ghế sofa màu xám, bởi vì cái ghế sofa màu xám thì nhìn nó rất là nghiêm túc luôn. Bây giờ thì mình đang trang trí một vài cái chậu cây cho cái phòng khách của mình. Mình phải chọn ra những cái loại cây phù hợp. Ví dụ như là cái góc này thì mình thấy cái cây này khá là ok. Mình đặt cái cây vào đây và mình thấy khá là đẹp. Và bên trong phòng khách này còn có rất là nhiều loại cây khác nhau nữa. Còn cái cây mà có một cái bé cù màu hồng như thế này á, thì mình thấy đặt kế bên cái bàn phòng khách thì nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì Zen đang trang trí cho cái phòng khách của mình nha mọi người. Đây chính là những cái vật dụng để mình có thể trang trí ở trên tường. Mình sẽ chọn một cái dây cờ cầu vồng với rất nhiều màu sắc khác nhau và mình sẽ treo vào một góc bên trái như thế này. Nhìn cái căn phòng của mình nó đã màu sắc hơn rất là nhiều. Bây giờ thì Zen còn phát hiện ra mà có mấy cái cục bông á mọi người, rất là dễ thương và nó lủng lẳng ở trên tường như thế này thì rất là đẹp, cho nên là mình sẽ gắn ba màu ba nơi luôn. Bây giờ thì nhìn cái phòng khách của mình nó đã đầy sức sống hơn rất là nhiều luôn. Trong phòng khách còn có rất là nhiều những cái máy hay ho luôn á mọi người. Ví dụ như là cái máy bán kẹo này nè, mỗi lần mà mình tới mình xoay thì sẽ có một vài cái viên kẹo rơi ra. Còn bây giờ thì mình sẽ sắm sửa cho cái sofa của mình thêm một vài những cái chiếc gối đáng yêu, để mà khi ngồi trên sofa thì sẽ cảm thấy thật là êm ái và dịu dàng. Phía trên bàn thì mình sẽ đặt thêm một vài dụng cụ cần thiết của bé Dâu, bởi vì bé Dâu thì đang đi học cho nên là rất là cần những cái dụng cụ học tập để ở những nơi thuận tiện, để mà khi cần là bé Dâu có thể học tập ngay lập tức luôn đó mọi người. Ở bên đây thì nó còn có thêm những cái thùng để đựng đồ nữa. Mình cũng định là để một vài cái thùng nhưng mà thấy cái thùng nó không có lợi ích gì hết đó mọi người. Bên này thì Zen sẽ chọn thêm một cái đèn hộc nữa nha cả nhà. Cái đèn hộc có màu xanh lá cây này nó khá là dễ thương. Nhưng mà đặt cái đèn này lên thì mới phát hiện ra cái bàn này nó chật quá mọi người ơi. Cho nên là bây giờ Zen sẽ suy nghĩ là sẽ đổi sang một cái bàn khác. Và mình thấy cái bàn hình trái tim và có màu xanh da trời như thế này nó rất là đẹp luôn á mọi người. Và nó khá là phù hợp với tổng thể phòng khách của mình. Bây giờ thì Zen sẽ đặt một vài cái dụng cụ cần thiết lên cái bàn một lần nữa nha. Đầu tiên là phải có một cái cây đèn nè, để mà nếu có xiên đột xuất thì sẽ có đèn để học bài ngay lập tức. Ở bên phía bức tường bên này thì mình sẽ chọn trang trí bằng một cái đèn cầu vồng. Cái đèn này nhìn siêu đẹp luôn đó mọi người. Còn có thêm một cái đèn cây xương rồng nữa nè. Cái đèn này nhìn y như là một cái cây xương rồng thật sự luôn, cũng được trồng ở trong chậu. Nhưng mà cái cây xương rồng thì nó hoàn toàn làm bằng đèn, rất là đẹp đó mọi người. Ở ngoài ban công thì mình sẽ sắp xếp thật là nhiều cây xanh ở phía bên ngoài ban công, để cho cái ban công của mình thật là tràn đầy sức sống và xanh mát. Nhưng mà có lẽ là mình thấy có một con ếch màu xanh ở ngoài kia nó không có được phù hợp cho lắm đó mọi người. Bây giờ thì nhìn tổng thể qua phòng khách thì mọi người thấy đã ok chưa? Còn mình thì mình nhìn thấy cũng khá là ổn rồi á. Nếu mà có gì á thì lát nữa mình sẽ quay lại trang trí kỹ hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ qua cái phòng vui chơi nha cả nhà. Hiện tại thì trong căn phòng vui chơi của mình đang có một cái màn hình và có thêm một vài cái máy chơi game, cũng như là có một cái kệ màu hồng để đựng máy chơi game. Có một cái ghế treo lơ lửng màu hồng nữa. Ở góc tường thì Zen sẽ đặt một cái cây xanh. Nhưng mà có lẽ cây xanh với con cừu màu hồng nó khá là nhỏ đó mọi người. Cho nên là Zen nghĩ Zen sẽ trang trí thêm nhiều cái đèn để cho cái bức tường của mình nó không có bị chống chảy, bởi vì cái cây xanh thì nó quá là nhỏ luôn. Mọi người xem những cái đèn mà mình đang sở hữu nè, có rất là nhiều loại đèn đẹp luôn đó mọi người. Ví dụ như là cái đèn màu tím này. Cái đèn màu tím này là nó siêu hợp với cái phòng vui chơi luôn, bởi vì nó sẽ tạo ra những cái ánh sáng rất là sôi động. Nhìn thấy cái tường nó vẫn còn trống lắm luôn á mọi người, cho nên là mình định là sẽ làm một cái đèn cầu vồng ở ngay chỗ này, bởi vì mình thấy nó khá là phù hợp với cái bức tường. Nhưng mà Zen cũng đang còn phân vân lắm, bởi vì mình cảm thấy là cái ghế treo của mình nó đang che nửa cái đèn đi á mọi người. Cho nên là Zen sẽ chuyển qua sử dụng cái đèn trái tim như thế này và mình sẽ móc lên trên cao. Nhưng mà có lẽ là khi mà móc lên như vậy thì mình thấy cũng không thể nào thiếu được một cái đèn ở phía giữa. Cho nên là Zen vẫn sẽ quyết định sử dụng cái đèn cầu vồng này. Bây giờ thì Zen sẽ cần thêm một cái bàn để có thể đặt cái máy tính làm việc, một cái máy tính để chơi game, nhưng cũng cần có thêm một cái máy tính để làm việc nữa. Và cái máy tính làm việc của bé Dâu thì nó rất là dễ thương luôn. Nó có cái màu hồng phấn, có thêm một cái bàn phím nho nhỏ và có thêm hai cái tay gấu nữa. Nhưng mà Zen thấy cái bàn đó nó khá là cao, mình sẽ chuyển sang cái bàn thấp hơn và có cái mặt bàn màu trắng như thế này thì nhìn nó cũng rất là hài hòa. Đặt cái máy tính lên thì nhìn đúng là quá phù hợp luôn á mọi người. Bởi vì cái bàn nó quá cao thì nó sẽ che mất cái cửa sổ của mình, thì như vậy rất là xấu. Cho nên là Zen thấy cái bàn này nó khá là phù hợp rồi. Bây giờ thì mình sẽ kiếm một cái ghế nó phù hợp với cái bàn này và mình đặt vào thôi. Mình vừa mới phát hiện ra cái ghế này nhìn nó rất là công nghệ luôn á, cho nên là mình nghĩ sẽ rất là phù hợp với cái phòng vui chơi của mình. Sau đó thì Zen sẽ chuyển sang cái nền có cái màu tím như thế này và có những cái ánh sao nho nhỏ thì rất là phù hợp với cái phòng vui chơi. Còn phòng khách để cho tăng thêm cái sự sinh động và sáng sủa thì mình sẽ sử dụng cái tường có nhiều cái sắc cầu vồng như thế này, nhìn sáng hẳn luôn á mọi người. Còn nhà bếp thì sẽ đặt cái tường và cái nền như thế nào đây ta?
Đầu tiên là cái sàn của nhà bếp đi ha. Mình sẽ chọn cái sàn gỗ sọc ngang có màu hồng như thế này, nhìn sáng rực hẳn căn nhà luôn. Còn bây giờ là đến với cái phần tường nè. Cái tường màu xanh lá cây như thế này nhìn khá là nhàm chán, cho nên là mình đang thử nhiều cái kiểu dáng tường khác nhau. Mình thấy cái kiểu hoa này nó khá là dễ thương, và cái màu cam này nhìn nó cũng ấm cúng, cho nên là mình chọn cái giấy dán tường có hoa màu cam. Còn đây chính là cái phòng tắm của mình. Mình muốn cái phòng tắm trông nó sạch sẽ hơn, cho nên là bây giờ mình đang chọn một cái màu mới cho cái phòng tắm của mình. Mình chọn cái nền có cái màu xanh da trời, bởi vì nhìn nó khá là sạch sẽ. Còn bây giờ thì Giang đang tìm cái giấy dán tường nó phù hợp với cái sàn đây nè. À, mình phát hiện ra rồi, đây có một cái giấy dán tường có hình bông hoa mà còn màu xanh lá cây nữa. Nhìn cái phòng tắm của mình nó tươi sáng và mát hẳn luôn. Bây giờ đến với cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phòng ngủ đây. Thật sự mà nói đó, phòng ngủ thì lúc nào Giang cũng trang trí rất là kỹ, bởi vì đây là một cái không gian cực kỳ yêu thích và gần gũi với mình mà. Nhưng mà cái thiết kế của cái nhà này làm Giang khá là vui, bởi vì có một cái giường mà nó treo lơ lửng rất là dễ thương luôn á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ sắm thêm căn phòng của mình một số cái kệ để cho phù hợp với nhu cầu sử dụng nha. Mình sẽ đặt cái kệ màu hồng ở trên đây, sau đó ở dưới cái kệ là một cái móc để có thể treo quần áo. Theo như Giang thấy thì nó khá là gọn gàng và nó khá là đẹp á mọi người. Bây giờ thì Giang sẽ dán thêm một vài bức tranh ở phía dưới cái giường của mình, bởi vì cái khu vực phía dưới nó vẫn còn đang trống. Mình sẽ chọn thêm một cái kệ to nữa để có thể đựng đồ trong căn phòng này, cho nên là Giang quyết định sẽ lựa chọn cái tủ màu hồng này. Nhìn cái tủ này nó khá giống với những cái tủ ở trường, nhưng mà nó có một cái màu hồng rất là đẹp và nhìn nó cũng chắc chắn hơn rất là nhiều. Có một cái kệ 7 màu nữa nhưng mà nhìn nó cồng kềnh quá đi, cho nên là mình sẽ không có sử dụng cái kệ đó, mình chỉ sử dụng một mình cái kệ màu hồng thôi. Bây giờ thì Giang sẽ cần sắm thêm một số tấm thảm ở trong cái căn phòng ngủ của mình, bởi vì căn phòng ngủ thì lúc nào cũng cần ấm áp hết trơn, cho nên tất nhiên là phải sử dụng thảm rồi. Có cái thảm cầu vồng này dễ thương ghê luôn á mọi người, nhưng mà thật sự là Giang đặt đâu cũng thấy nó không có phù hợp hết trơn á, cho nên dù nó dễ thương tới đâu nhưng mà cũng không sử dụng á. Còn mấy cái kệ gỗ như thế này thì nhìn nó rất là nặng nề và chiếm khá là nhiều diện tích ở trong căn phòng, cho nên là Giang cũng đang suy nghĩ không biết có sử dụng hay không đây. Mặc dù là nhà bếp đã có đầy đủ đồ ăn hết rồi, nhưng mà Giang nghĩ là trong phòng cũng nên có một ít đồ ăn vặt, bởi vì nhiều khi buổi tối mà đói bụng á thì mình sẽ rất là lười khi mà xuống bếp. Cho nên là Giang đang tính đặt thêm nhiều đồ ăn ở trong cái tủ màu nâu này nè mọi người. Mình sẽ đặt thêm sữa nè, kem nè, rồi đặt thêm những cái ngũ cốc và đặt thêm rất là nhiều kẹo nữa. Thậm chí là Giang còn định mua nguyên một cái tủ lạnh đặt trong phòng ngủ của mình luôn nè. Nhưng mà sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui thì mình thấy cái phòng ngủ của mình đã quá là chật rồi, nó sẽ không có phù hợp để mà mình đặt thêm đồ ăn nữa đâu. Cho nên là Giang quyết định là dẹp nguyên một cái tủ đó luôn á mọi người. Nãy giờ thì Giang phát hiện ra còn một cái phần còn thiếu trong cái căn nhà của mình, đó chính là một khu vực để cho bé Dâu có thể học tập. Cho nên là thay vì làm một cái góc để ăn uống thì bây giờ mình nên làm một cái góc để học tập hơn. Còn nếu mọi người thắc mắc là cái giường treo trên cao làm sao mà leo lên được, thì bây giờ mình đã sắm thêm một cái thang rồi đó nha, vô tư mà leo luôn. Trong phòng để mà biết giờ giấc thì tất nhiên là phải cần một cái đồng hồ, cho nên là mình sẽ đặt cái đồng hồ ở phía này nè mọi người, nhìn khá là đẹp và hợp lý. Bây giờ thì Giang đang thiết kế một cái góc học tập dành cho bé Dâu. Phía dưới thì Giang có trải một cái tấm thảm màu trắng rất là nhẹ nhàng, dịu dàng. Còn phía trên thì mình sẽ đặt cái bàn trái tim có màu xanh da trời. Mình đặt thêm một cái đèn trái tim màu hồng ở kế bên giường ngủ nữa nha, để có thể làm đèn ngủ luôn nè. Giờ thì Giang sẽ đặt thêm một vài cái dụng cụ cần thiết lên trên bàn này để cho bé Dâu có thể dễ dàng học tập. Cái bàn này thì Giang sẽ không có sử dụng ghế nha mọi người, bởi vì bên trong phòng ngủ cho nên là mình muốn cái gì nó cũng mềm mại, dịu dàng và nó sẽ gọn gàng nhất có thể. Cho nên là Giang chỉ đặt những cái gối như thế này thôi. Những cái gối như thế này vừa có thể ngồi lên cho êm mà vừa có thể ôm nữa đó mọi người, rất là tiện luôn. Cái thảm hình trái tim thì mình sẽ đặt ở phía bên này nha, và sẽ cho cái chậu cây thỏ bông lên trên, nhìn khá là dễ thương luôn á mọi người, và sẽ là cái điểm nhấn cho căn phòng của mình. Sau khi mà đã đặt đầy đủ gối hết rồi thì bây giờ mình cần thêm một vài cái dụng cụ cần thiết trên bàn để cho bé Dâu có thể học tập. Ví dụ như là một vài cuốn sách nè, một vài những cái dụng cụ học tập, ví dụ như là ghim bấm, bút nè, rồi sách vở gì đó cứ đặt lên trên bàn hết đi. Rồi có thêm một cái đèn đặt ở trong phòng ngủ nữa. Đèn là một thứ rất là quan trọng, cho nên là mọi người đừng có bỏ lỡ qua nha. Ta-da! Và đây chính là bé Dâu của mọi người đây. Bé Dâu có thích phòng mới mà Giang làm cho bé Dâu không? Chứ Giang là Giang thấy thích lắm luôn á nha. Thì tất nhiên là Giang phải thích rồi, bởi vì Giang sắp xếp theo ý của mình mà. Bây giờ thì mời tất cả mọi người tham quan căn nhà của bé Dâu thêm một lần nữa nha. Kế bên phòng ngủ sẽ là một căn phòng vui chơi với máy tính làm việc, rồi có máy tính chơi game, có thêm một cái ghế donut rất là dễ thương, và còn có thêm một cái ghế xích đu màu hồng nữa. Phòng vui chơi thì cũng có rất là nhiều đèn luôn đó mọi người, cho nên là bảo đảm buổi tối là lung linh luôn nha. Còn đây, mời mọi người đến tham quan căn phòng khách của bé Dâu nè. Căn phòng khách của bé Dâu thì rất là đẹp và rất là giàu luôn đó mọi người, bởi vì có một cái ban công rất là rộng, cho nên lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng mặt trời. Và phía trước ban công còn có một cái cây màu hồng rất là dễ thương.
có một cái ghế ngồi xích đu màu hồng rất là đáng yêu như thế này. Và có cả một cái ghế sofa rất là thoải mái để có thể ngồi từ 2 cho đến 3 người. Có thêm một cái máy bán kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh để cho bất kỳ ai thèm kẹo thì đều có kẹo ăn ngay lập tức luôn. Một điều rất là hay ở trong căn nhà này đó chính là phòng khách thì kế bên ngay cái phòng vui chơi, cho nên là nếu có bạn bè vào nhà của mình thì mình có thể rủ bạn bè qua căn phòng vui chơi ngay lập tức để có thể cùng vui chơi với mình nè mọi người. Vui chơi xong rồi thì chúng ta sẽ phải học bài hoặc là nghỉ ngơi, thì kế bên phòng vui chơi sẽ là một cái phòng ngủ luôn để cho các bạn cũng như là bé Dâu có thể nghỉ ngơi và học bài. Không gian phòng ngủ cũng rất là đẹp bởi vì có một cái cửa sổ rất là to ở bên phải luôn nè mọi người, cho nên là căn phòng của bé Dâu lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng và ấm áp hết trơn, buổi tối còn có thể ngắm sao và ngắm trăng nữa cơ. Nếu mà đã đủ phòng khách rồi nè, phòng vui chơi cũng đã đủ, phòng ngủ cũng đã có, thì bây giờ mời mọi người đến tham quan căn bếp của bé Dâu nha. Đây chính là thành quả cuối cùng sau một hồi sắp xếp căn bếp của bé Dâu. Căn bếp của bé Dâu khá là tiện nghi cũng như là gọn gàng. Có tủ lạnh nè, có bồn rửa nè, có máy làm nước, có bếp ga, rồi có lò nướng và có thêm cả máy nướng bánh mì nữa để có thể ăn bánh mì nướng vào mỗi buổi sáng. Trong căn bếp của bé Dâu cũng có rất là nhiều đồ ăn luôn, bạn có thể tìm thấy bất kỳ loại đồ ăn nào. Chứ còn sáng giờ là bé Dâu chưa ăn gì cho nên là nướng ngay một cái bánh mì để ăn ngay lập tức nè. Ngon ơi là ngon luôn đó mọi người, bánh mì vừa nóng mà lại vừa thơm phức nữa đó. Lần sau mà rảnh hơn thì bé Dâu sẽ kết hợp giữa bánh mì nướng và phô mai để ăn luôn cho nó ngon. Còn bây giờ thì mời mọi người qua tham quan phòng tắm nha. Phòng tắm của bé Dâu cũng là một phòng tắm rất đẹp bởi vì có một cái cửa sổ rất là thoải mái và thông thoáng. Bên trong đây còn có một cái bồn tắm đứng rất là kín đáo luôn nè mọi người. Bồn tắm thì lúc nào cũng đầy đủ nước nóng hết trơn á, cho nên là mọi người yên tâm ha. Bên cạnh đó chính là cái bồn rửa tay có hình trái tim màu hồng rất là đáng yêu. Phía trên còn có cái gương tròn có cái đèn led nữa mà mọi người có thể bật cho nó sáng đó mọi người. Trong toilet còn có đầy đủ dụng cụ để có thể vệ sinh toilet khi mà cần. Nói chung là quá đầy đủ và quá tươm tất tiện nghi luôn rồi. Mà bây giờ Gem mới thấy là thiếu một cái tấm thảm ở trước cái phòng tắm, cho nên là mình sẽ đặt thêm một tấm thảm hình trái tim màu hồng ở trước bồn tắm nha. Như vậy là quá đẹp đẽ luôn nè mọi người. Và đó chính là house tour của nhà bé Dâu trong ngày hôm nay. Mọi người thấy nhà của bé Dâu như thế nào, có đẹp hay không? Và mọi người có muốn là thêm ý tưởng gì cho căn nhà của bé Dâu thì hãy nhớ để lại dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì đóng cửa lại và bé Dâu phải đi ngủ thôi. Và đó chính là thử thách 6 ngày 6 đêm xây một căn nhà màu hồng trong Toka World. Mọi người có đang chơi game Toka World không? Hãy bình luận cho Gem biết nha. Còn bây giờ xem tới đây rồi đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.